Và nếu cái gì mà chưa nói thì nói đôi chung nó sẽ là đi. May là 4 ngày trước nói còn vài điều chưa nói, nên tôi xin nói một phần còn lại. Và nếu tôi nói còn điều thiếu sót nữa, còn quá bánh nào mà quá tôi bị hụt đó, thì tới người cuối cùng là nhạc sĩ Trần Tiến Phúc. À, thưa quý vị, cách đây cũng khoảng tháng này, 22 năm trước, thì nhạc sĩ Trần Quảng Nam, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn có cùng với tôi đi ăn phở uống cà phê của một người bạn mới. Thì lần đó tôi được biết rằng người đó chính là nhạc sĩ Trần Chí Phúc. 3-4 tuần sau thì anh có đến tòa soạn. Lúc đó Phạm Phú Nam làm chủ nhiệm, tôi làm chủ bút ở thị trường tự do, đặc biệt magazine. Anh mới đưa một cái bài viết trên giấy học trò và viết bằng tay rất khó. Thì tôi thấy cái bút hiệu từ Trần Củng Sơn. Tôi hỏi anh ta một câu, chính Củng đó là dấu hỏi hay là dấu ngã? Bên trong cái việc làm báo đó có nhiều kỷ niệm rất là đau đớn. Ví dụ tôi có cái người bạn thâm niên, đó là nhà một nhà văn nghệ nổi tiếng, anh Vũ Hoài, Hối. Nhưng mà lúc đó đó, tòa soạn thuê những cô sinh viên lớn lên tại Mỹ vào đánh máy thì cũng quên chữ Vũ Hối mà có đánh Vũ Hoài. Thế thì anh Vũ Hối ấy, anh nói thật mà anh cứ đòi phải đưa cho anh cái bản đã đăng trên một số báo như vậy. Tôi cứ nói là anh Hối ấy, tòa soạn không còn tờ nào nữa để kiếm đến tặng anh. Tại vì nếu mà nói để đăng cái chuyện Vũ Hối đó thì anh nói là mình chơi anh, tại vì anh bị hối đâu. Cho nên ấy, cái nghề nghiệp đó, cái chữ hỏi chữ ngã nó rất là quan trọng. Tôi hỏi Trần Sơn là Củng Sơn hay Củng Sơn ngày? Anh nói Củng Sơn là dấu hỏi. Hỏi anh quê ở đâu? Thì anh nói quê Quy Hòa, quê. Tôi thật thưa quý vị, cái câu trả lời rất đơn giản đó. Nhưng mà từ đó Trần Củng Sơn bước vào đời của tôi như một người bạn thân thiết. Và đến nay là 22 năm. Tại sao thưa quý vị? Một phần xương thịt của gia đình đang nằm trên một cái vùng mà có lẽ quý vị ngạc nhiên, đó là một thị trấn Củng Sơn, Củng Sơn hỏi. Cho nên không dài dòng nói về thị trấn này, nhưng mà đó là một cái vùng đất miền núi rất là xa xôi. Và ở đó nó có một món ăn rất dễ thương. Nếu quý vị ăn ấy, mà nghe nó mực một nắng ấy, thì có lẽ trên cái nước Việt Nam này không có cái chỗ nào mà có cái món bò một nắng